Chờ gì nữa, không mau kết thúc trận chiến này đi. Tới đây. Thật sự rất đẹp. Nhưng cũng có thời khắc mới được biết thế nào là ánh sáng. Tất cả đều nhờ con mũi gian xuống. Lại rồi à? Đại nhân đâu rồi?
Đại nhân ở trong đó. Chúng ta mau vào trong cứu đại nhân đi. Giang Sung à, chúng ta hãy để đại nhân đi đi mà. Không thể được đâu, tôi phải ở bên cạnh đại nhân. Lúc trước cuộc sống của đại nhân rất vô vị, nhưng mà nhờ có cô xuất hiện mà đại nhân đã có được những khoảng thời gian thật sự rất hạnh phúc. Ai? Ngươi là ai? Là người hay quỷ? Giữa ba ngày ban mặt như vậy, liệu quỷ có dám gọi mở cổng thành không? Mau mở cổng đi. Mở ra đi. Dạ. Đại nhân đó, năm sau. Cái này bán sao vậy? Cái này tốt lắm, lại ghé xem đi. Tôi mua hai cái. Cho tôi xem khúc giải đó đi. Đi trà lông rồi. Ông nha. Chào nghe. Dạ nè, lại uống đi. Thôi chào cho vui. Mọi người chào uống đi. Uống nào, tôi lấy rượu ra nha. Uống đi, uống đi. Chào đi. Để tôi lấy rượu ra cho. Chào ngồi đi nha. Chứ còn gì nữa, hoàng thượng của chúng ta đã xử lý hết lũ gian thần chuyên ức hiếp dân chúng, giờ có thể yên tâm làm ăn sinh sống rồi. Để tôi coi thử coi việc này cứ chạy được bao lâu đây ha. À phải rồi, dạo này ông có đọc truyện gì hay không vậy? Sao không thấy chuyện thư sinh bóng đêm ra nữa vậy? Nghe nói là hình như người viết truyện đã lên núi ở ẩn luôn rồi đó. Các ông đang nói chuyện gì thì vậy? Bộ truyện thư sinh bóng đêm đó. Cái đó là gì vậy hả? Là cái chuyện chứ còn gì nữa. Cái ông này thật là, đó không phải là một bộ truyện bình thường đâu nha. Ôi. Thêm rượu đi. Ây trời đất ơi, tôi mặc kệ đó là truyện hay là truyền kỳ gì đó, tóm lại ai cũng đang bận rộn kiếm tiền hết trơn à. Tôi cũng tất bật cả ngày đi nè. Còn lấy thêm rượu nữa đi trời. À có ngay đây, tôi mang qua liền đây. Uống đi hả? Cạn. Chờ chút tôi lấy ngay mà.